Triển lãm đặc biệt chợ truyền thống Đài Loan, chợ phục vụ tận nhà đã khai trương cùng lúc tại 9 huyện thị của Đài Loan vào ngày 24 tháng 8 bằng phương thức livestream để phát đi hình ảnh về những loại thực phẩm tươi ngon của những ngôi chợ truyền thống. Khi tới tham dự buổi lễ khai mạc của triển lãm đặc biệt này tại Đài Bắc, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa cũng đã tạo điều kiện để hỗ trợ cho chợ truyền thống bắt kịp thời đại. Theo đó, ngoài việc cải thiện các điều kiện của chợ truyền thống, thì một trọng tâm quan trọng khác là phát triển tiếp thị kỹ thuật số để thu hút lớp trẻ tới cảm nhận được nét tình người của chợ truyền thống. Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa cho biết, thực ra đối với điểm kinh doanh đã quen thuộc, thường thì người ta sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin qua mạng Internet về việc hôm nay định mua gì. Như vậy vừa mang nét tình người cũng chứa đựng sự hiện đại và tiện lợi. Bà cho biết Bộ Kinh tế cũng sẽ cố gắng hỗ trợ tiếp thị để giúp những người phải đi làm vẫn có thể tiếp cận được chợ truyền thống. Đây là mục tiêu chính của hội chợ triển lãm lần này. Ngoài ra, để kích cầu tiêu dùng, chính phủ đang quy hoạch phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 5. Hơn nữa cũng muốn đẩy mạnh quảng bá phiên bản phiếu mua hàng điện tử. Theo Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa cho biết, đã giao lưu với các doanh nghiệp kinh doanh nền tảng thanh toán điện tử và thanh toán bằng các loại thẻ điện tử. Các doanh nghiệp đều bày tỏ có hứng thú. Bà cũng nhấn mạnh phiên bản phiếu mua hàng điện tử năm nay nhất định sẽ có thành tích tốt hơn năm ngoái. Theo Bộ trưởng Vương Mỹ Hoa chỉ ra rằng, sau khi bùng phát dịch bệnh, đây cũng là thời điểm nên giảm bớt sự tiếp xúc, tận dụng phương tiện kỹ thuật số nhiều hơn. Do vậy, cả tư nhân và chính phủ đều cùng nỗ lực quảng bá phương thức này. Ngoài ra hiện nay, phiếu kích cầu đang thực hiện thiết kế chưa đưa ra quy hoạch cuối cùng, nên con số cụ thể là khoảng bao nhiêu thì chưa biết chắc, nhưng chắc chắn thành tích sẽ cao hơn năm ngoái. Bà Vương Mỹ Hoa cũng dự báo, các bộ ngành đều đang tăng cường các phương án ưu đãi để kích cầu kinh tế. Bộ Kinh tế cũng xác nhận sẽ tăng thêm ưu đãi đối với các mảng ngành nghề thuộc quyền quản lý của Bộ bị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh như mảng kinh doanh ăn uống, làm bánh và chợ đêm. Sau khi có quyết định cuối cùng sẽ công bố với công chúng.